Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với hoạt động của dòng gió Tây ở mực trên cao nên ngày hôm nay ở tại Bắc Bộ trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Tuy nhiên nền nhiệt độ vẫn khá ấm áp. Vào thời điểm trưa chiều đôi lúc trời còn hửng nắng nên vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động của người dân trong ngày chủ nhật cuối tuần. Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì từ đêm nay, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tràn xuống. Và trước tiên, nó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi ở tại khu vực Đông Bắc như là ở tại khu vực Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, sau đó sẽ lan sang các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm mai, nó sẽ ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc. Vậy là trong ngày mai, ngày làm việc đầu tuần, thời tiết tại Bắc Bộ sẽ lại có sự thay đổi, trời nhiều mây và có nơi có mưa nhỏ. Do đợt không khí lạnh lần này có cường độ không mạnh nên nhiệt độ không giảm quá nhiều, trời sẽ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Còn ban ngày thì nhiệt độ cao nhất sẽ giảm xuống ngưỡng là từ 18 cho đến 21 độ cho các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Riêng các tỉnh ở bên khu vực phía Tây trong ngày mai nhiệt độ chưa giảm nhiều, phổ biến sẽ cao hơn khoảng từ 2 đến 3 độ so với phía Đông. Trước sự biến động của thời tiết, quý vị và các bạn nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân cũng như lựa chọn những trang phục phù hợp cho ngày làm việc đầu tuần. Xuôi xuống miền Trung, trong đêm nay và ngày mai thì các tỉnh ven biển miền Trung thời tiết vẫn diễn ra khá thuận lợi. Trời tạnh ráo và ánh nắng vẫn trải dài trên khắp khu vực. Nhiệt độ ấm áp và tăng dần từ Bắc vào Nam. Cụ thể là các tỉnh ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ cao nhất ngày là từ 23 đến 26 độ. Còn ở tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ phổ biến là từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì thời tiết tốt và tạnh ráo tại các tỉnh ở phía Bắc của miền Trung sẽ không duy trì lâu vì từ chiều tối mai trở đi thì khối khí lạnh tràn xuống cũng sẽ làm thay đổi thời tiết ở tại khu vực Bắc Trung Bộ. Trời sẽ chuyển nhiều mây kèm theo mưa nhỏ rải rác nên nhiệt độ cũng nằm trong xu thế giảm dần. Trái với tình trạng nhiều mây và ẩm ướt ở các tỉnh thành Bắc Bộ, thì khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô. Độ ẩm tại các khu vực này giảm khá mạnh vào thời điểm trưa chiều, cộng thêm với tình trạng nắng nhiều và kéo dài nhiều giờ trong ngày nên khiến cho nhiệt độ trong ngày khá cao. Tại Tây Nguyên, ban ngày nắng sớm khiến cho nhiệt độ tăng nhanh lên mức là từ 28 đến 31 độ. Còn tại các tỉnh thành ở Nam Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ đêm nay ở các tỉnh thành khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn phổ biến trong khoảng từ 21 đến 23 độ và từ 22 cho đến 25 độ cho các tỉnh miền Tây. Vào ban ngày thì trời nắng với nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng là khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Thời tiết có phần khô nóng vào thời điểm trưa chiều. Chuyển sang thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc nên từ ngày mai tại Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, thì gió Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Tàu thuyền khi lưu thông cần phải hết sức lưu ý. Sau đó, từ ngày 13 tháng 1, thì gió hoạt động với cường độ giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, phổ biến có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Nhìn chung là ít gây cản trở đến hoạt động lưu thông hàng hải và đánh bắt xa bờ của tàu thuyền. Như vậy là từ ngày mai Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác và nhiệt độ giảm, trời chuyển rét khi đón đợt gió mùa Đông Bắc mới. Trung Bộ phổ biến là có mưa vài nơi. Từ ngày kia khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác nên nhiệt độ giảm dần. Tây Nguyên Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ổn định, phổ biến không mưa ngày nắng. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.